oxy vô em đẹp không mọi người. Xi này mình lấy cái đầu của mọi người, mình lấy từ cái ống hơi ra này, mình chớ nè, cái từ cái mấy cái ti hơi của mọi người mình chớ ra này, con súng nó lên rất là cao luôn mọi người, cá bơi tung tăng luôn. Đây mình thả cá khoảng 20 con đó mọi người, cũng ít. Bỏ mấy cá bơi à, tung tăng luôn. Các bạn thấy hồ thủy sinh mình trồng á, cây à, đang lý dưới nước luôn đúng không? Quá đâu có chết đâu. Khoảng một tháng rồi mọi người, cây vẫn phát triển bình thường này. Không thúi giống rồi gì hết ha. Hồ đèn ngầu ngắm cảnh rất là ok mọi người. Nói chung làm nó cũng đơn giản thôi, không có gì hết. Em tạo cho oxy nó lên nhiều nè mọi người. Cái oxy nó quá mạnh luôn mọi người. Mọi người thấy cây phát triển mạnh không? Đó. Mà mốt có ra rỡ luôn mọi người. Cái răm này bữa tại mình ngắt đó mọi người. Giờ chờ nó ra cái đọt non đó. Đơn giản thôi mọi người.